Ngày 7 tháng 2, Ban Công an xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi cho biết, ngành chức năng đang điều tra tìm tung tích xác người chết trên sông Trà Khúc, thành phố Quảng Ngãi. Trước đó vào chiều ngày 6 tháng 2, hai ngư dân ở xã Nghĩa Dũng đang chèo thuyền bắt cá trên sông Trà Khúc, thuộc thôn 2 xã Nghĩa Dũng, thì phát hiện một xác chết nổi đã bốc mùi. Hai ngư dân trên nhanh chóng báo cho Công an xã Nghĩa Dũng để bảo vệ hiện trường và báo cấp trên điều tra làm rõ. Trên người xác chết không có giấy tờ tùy thân, không xác định danh tính. Xác chết là nam giới tầm 30 đến 35 tuổi, khả năng bị chết nước khoảng 4 ngày trước. Trước đó 2 tháng, tại khu vực này cũng phát hiện một xác thanh niên chết nước.